tái định cư Giang Biên, giáp khu đô thị Mai Hưng này. Chỗ này chắc xong này hết. Đẹp đấy. Nghe được hưởng tầng của Việt Hưng này. Đẹp hết này. Vòng quanh khu tái định cư Giang Biên. Ôi chú ơi, dãy xây nhiều hết nhỉ. Ở à đây đúng cái lô ấy đấy không? Không phải. Nhiều nhà xây thế rồi. Cư New Space này, của Giang Biên này. Rất nhiều dự án. New Spain này. Có gì mà thay đâu. Chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng. Chúng ta đang đi ra chung cư Ruby City. Trung tâm nội thất đồ gia dụng. Đang hoàn thiện. Cuối 2015 bàn giao này. Kết thúc là khu đô thị Việt Hưng.